Em từ thường anh chào anh chị nha. Chào mừng anh chị trở lại với các video trên kênh Động Thực Vật Rừng của anh chị nha. Kính thưa anh chị, trong nội dung video hôm nay em sẽ giới thiệu tới anh chị một loài thực vật rừng, một loài thảo dược, cũng là một loài thực phẩm nữa anh chị nha. Một loài thực phẩm. Loài cây em đang giới thiệu tới anh chị đây có cây có tên nha anh chị nha. Loài cây này có tên là cây dổi đất nha anh chị nha. Đây là cây dổi đất. Cây dổi đất này thì là một loài thực phẩm rất đặc trưng của đồng bào dân tộc miền núi, đặc biệt là những đồng bào dân tộc ở phía Tây Bắc nha anh chị nha. Khu vực em sinh sống đang là khu vực Đông Bắc, tuy nhiên thì loài cây này hiện tại cũng du nhập ở rất nhiều nơi, không phải là nguyên Tây Bắc mới có nha anh chị nha. Hiện tại bây giờ rất nhiều nơi đều có, tuy nhiên thì cũng nhiều anh chị chưa biết. Chính vì thế trong nội dung video hôm nay em sẽ giới thiệu tới anh chị loài thực vật rừng này anh chị nha, loài thảo dược này anh chị nha, loài thực phẩm này nha anh chị nha, là cây thực phẩm. Xin thưa anh chị, cây dổi đất này thuộc họ hồ tiêu nha anh chị nha. Đây là một loài thực vật thuộc họ hồ tiêu anh chị nhé. Xin thưa anh chị, cây dổi đất này là một cây thảo mộc, là một cây thân gỗ mềm nha anh chị nhé. Cây dổi đất này thì là một cây bụi thôi anh chị ạ. Toàn thân thì có rất là nhiều tinh dầu thơm. Cây có chiều cao khoảng từ 1 đến 2,5 mét nha anh chị nhé. Cây thường thường cao như thế anh chị ạ. Đây như anh chị thấy, em đang đến gần giới thiệu với anh chị đây anh chị nhé. Thời điểm đang quay thì cũng đang mùa ong, em cũng rất là hạn chế nha anh chị nha. Đây là thân này anh chị này. Đây là thân của dổi đất này. Thân thì gồm nhiều đốt nha anh chị nha. Gồm nhiều đốt. Đây anh chị thấy đây. Gồm rất là nhiều đốt đây anh chị ạ. Đường kính cây có thể cao đến như em đang quay giới thiệu 3 cm anh chị nha. Gồm rất là nhiều đốt, rất là nhiều đốt luôn anh chị nha. Rất là nhiều đốt. Đây là các phần cành nha anh chị này. Những vị trí này ngày xưa là lá. Lá đây, ví dụ lá đây nha anh chị nha. Lá đây xong là có mầm ở đây anh chị ạ. Cây rất là nhiều đốt. Bên trong này thì rỗng nha anh chị nha. Bên trong này rỗng, vị trí này thì rất là nhiều luôn anh chị nha. rất là nhiều cây người dân đây trồng rất là nhiều luôn anh chị nhé. Loài này sinh sản chủ yếu bằng rễ nha chị nhé. Đây khi con đây anh chị này, sinh sản rễ ra đây anh chị nhé. Đây rễ ra xong là sinh sản lên, lại sinh trưởng thành một cây mới nha chị nhé. Rất là nhiều luôn anh chị nhé, rất là nhiều luôn. Cô này đây giới thiệu cho anh chị đây nha chị nhé, rất là nhiều cây luôn, cây non anh chị nhé. Đây về phần lá của cây nha chị nhé. Đây lá của cây dổi đất anh chị nhé, lá rất là lớn. Lá rất là lớn luôn anh chị nhé. Đây lá rất là lớn, lá rất là lớn. Nên thưa anh chị, cái dổi đất này thì như anh chị đang quan sát đây thì có lá hình tim nha chị nhé, lá hình tim, viền rất là nguyên, viền lá rất là nguyên, nhẫn mẹ trên mép, trên mặt lá thì nhẫn bóng màu xanh, màu mặt lá dưới thì có màu óng hơn anh chị nhé. Rất là thơm luôn anh chị nhé. Đây là cái vị trí này rất là thơm luôn. Đây này cuống lá thì có chiều dài khoảng từ 7 đến 8 cm, khoảng đấy anh chị nhé. Tùy thuộc lá to, lá như to như lá này cũng tiểu 15 cm nha anh chị nhé. Tiểu 15 cm. Đây như anh chị thấy đây anh chị nhé. Đây như anh chị thấy đây, lá hình tim đây, rất là rộng. Lá có rộng luôn, nhìn này, lá rộng 20 cm, dài có thể 25 đến 30 cm. Lá rất là rộng luôn anh chị nhé. Lá rất là rộng, đầu lá thì nhọn, đầu lá nhọn, lá hình tim, đầu lá rất là nhọn luôn anh chị nhé. Đây anh chị đây nhá, lá nhọn này. Đây kính thưa anh chị, cây dổi đất này thì đây như anh chị thấy đây, cái dổi đất này thì hoa nhỏ màu trắng mọc ở trên những đài dài và ở thường thường ở đầu cành anh chị nhé, thường đài dài ở các đầu cành như anh chị thấy đây, đang quan sát thấy đây anh chị nhé, hoa đây, hoa của cây dổi đất đây anh chị này, hoa đây, đây hoa đây nha anh chị nhé. Đấy, hoa nhỏ thôi, hoa thì rất là nhỏ thôi, màu trắng anh chị thấy đây, hoa nhỏ màu trắng mọc ở trên các đài như này anh nhé, ở đầu các đầu cành như này. Các phần hoặc đầu cành hết rất là nhiều luôn anh chị nhé. Quả của cây dổi đất này ấy, thì quả nhỏ thôi anh chị ạ, nhẫn bóng, nhẫn khi chín thì có mùi thơm và hơi cay anh chị nhé. Cây thường ra hoa và quả thì quanh năm, cây ra quả quanh năm luôn anh chị nhé. Đây đang rất là nhiều hoa và quả luôn anh chị nhé, rất là tốt luôn đây anh chị này. Loài cây này thì rất là nhiều luôn anh chị nhé. Em đang giới thiệu cho anh chị đây cây dổi đất anh chị nhé. Kính thưa anh chị, cây dổi đất này có hai tác dụng. Một là tác dụng về làm thuốc, hai là tác dụng về làm thực phẩm, làm các loại thực phẩm, ẩm thực trong ẩm thực nha chị nha. Em xin giới thiệu về cái tác dụng về để làm cây thuốc nha chị nha, làm thảo dược ấy. Thì trong dân gian ấy, thì loài cây dổi đất này được dùng rất là nhiều để làm thuốc, làm gì? Để chữa chứng đau ngực này, đau bụng này, chuột rút này, khó tiêu này, sốt này, bệnh gút này, nhức đầu này, huyết áp này, viêm tụy khớp này, lở loét này, vết thương này, hoặc là răng cắn. Cái lá dổi đất này đun với nước uống ấy thì có thể làm giảm đau dạ dày rất là nhanh luôn anh chị, rất hiệu quả luôn anh chị nhé. Ngoài ra còn có thể dã ra lấy nước
nên nó cốt anh chị nhé, chữa hen suyễn rất là tốt luôn anh chị nhé, chữa hen suyễn rất là tốt luôn. Đây cái lá này dã nhỏ ra vắt lấy nước cốt, vắt nước cốt anh chị nhé, thì anh chị có thể dùng để chữa rất là nhiều bệnh, chữa rất là nhiều bệnh luôn anh chị nhé, đặc biệt là đau dạ dày hoặc là hen suyễn đấy nhá. Cái lá tỏi tươi này nó có thể đắp lên vùng da anh chị nhé, đắp lên vùng da có thể chữa dị ứng rất là tốt luôn. Còn cái lá cái rượu đất này nữa nha chị nhé, cái lá này có thể là ngâm rượu, lá này ngâm rượu xong là đắp lên bầu ngực chị em bị đau ấy, thì có thể tiết ra, tiết sữa rất là tốt đối với chị em là khó sữa nha, chậm sữa, ít sữa nha chị nhé. Cái trường hợp là như thế nha chị nhé, cái trường hợp những triệu chứng như thế nhé anh chị nhé. Ngoài ra ấy thì uống cái nước cái rồi đất này nó có tác dụng là lợi tiểu hoặc là trị bí tiểu rất là tốt luôn anh chị nhé, chữa bị rất là tốt luôn. Đối với trường hợp anh chị bị cảm ấy, mạo cảm ấy, thì anh chị có thể giã nát ra, giã cái lá rổ này ra đắp lên thì giải cảm rất là tốt luôn. Hoặc là những cái vết côn trùng cắn, những vết côn trùng cắn thì anh chị có thể giã ra anh chị nhé, giã ra hoặc là đắp lên vết côn trùng cắn thì chữa vết côn trùng cắn này, chữa nhức đầu, chữa vết sưng tấy rất là tốt luôn anh chị nhé. Ngoài ra cái quả của cái rổ đất này giã nát ra, hoặc là cái cành này giã nát ra thì cho thêm một chút gừng vào nữa hòa uống thì chữa bệnh còi xương, tiêu hóa chậm của trẻ em rất là tốt luôn anh chị nhé, rất là nhiều tác dụng luôn cái rổ đất này anh chị nhé. Đấy là về phần công dụng về dược liệu nha anh chị nhé, là công dụng về dược liệu. Còn ngoài ra ấy thì cây rổ đất này còn có công dụng là một loại ẩm thực. Kính thưa anh chị, người dân, người đồng bào dân tộc Tây Bắc, đặc biệt là tất cả loài dân tộc ở miền núi phía Bắc nha anh chị nhé, rất ưa chuộng những cái loài thực phẩm như là mắc khén, như là hạt dổi nha anh chị nhé, còn như là rất là nhiều cái húng rừng. Đây là một loài chữa ẩm thực rất là tốt luôn anh chị nhé. Loài cây này, loài lá này anh chị nhé, là lá này được sử dụng ở những địa phương em sử dụng rất nhiều làm ẩm thực. Tại sao là rất là lá này rất là hợp với những món nướng anh chị nhé, thịt nướng, thịt xiên nướng anh chị nhé, hoặc là thịt miếng nướng với lại cá nướng anh chị nhé. Thì cái lá dổi này, cái lá hạt dổi này, lá dổi đất này anh chị nhé, các anh chị giã ra, giã một phần ra với nước muối, với lại ớt, với lại mì chính, anh chị giã ra xong rồi một phần giã nát cái hạt dổi ra, cái lá dổi này ra, cái lá dổi ra cho vào nước chấm. Ngoài ra cái những miếng thịt nướng nha chị nha, hoặc là cá nướng, các anh chị rắp vào, kèm vào, ăn kèm vào cái lạnh thịt nướng thì là một loại ẩm thực rất là ngon luôn anh chị nha, là một loại ẩm thực rất là ngon luôn anh chị nha. Với những cái món đối với thịt trâu, thịt bò cũng như thế nha chị nha, những món thịt trâu, thịt bò, thịt, nhưng mà nói chung là các anh chị là về ẩm thực thì cái loài dổi đất này thì rất là hợp với những món ẩm thực, đặc biệt là những món về món nướng anh chị nhé, đặc biệt là món nướng người đồng bào dân tộc ở nơi em sinh sống và nói chung nói riêng và những người đồng bào dân tộc khác ở mọi miền đều rất là ưa chuộng. Nếu anh chị đã chưa được sử dụng thì cố gắng sử dụng anh chị nhé. Loài cây này thì rất là nhiều, có thể rất là dễ kiếm luôn anh chị nhé. Loài cây sinh sản bằng mầm dễ như này anh chị này, rất là dễ như này nó rất là nhiều, sinh sản rất là nhiều luôn anh chị này. dễ ra ăn đâu thì lên mầm bên đấy anh chị, thế này dễ ra ăn đây, lại lên một cây dễ ra ăn đây, thêm một cây sinh sản rất là nhiều luôn anh chị nhé. Đây tràn ra luôn, chỉ trồng một lần xong rồi sau đấy là cây sinh sản rất là nhiều luôn anh chị nhé, rất là nhiều luôn anh chị nhé. Đây là cây rổi đất, hôm nay em đã giới thiệu cho anh chị loài cây rổi đất này, và cái đất này có tác dụng về dược liệu thứ nhất, thứ hai là có tác dụng về loài ẩm thực, rất là mong anh chị lưu tâm nha anh chị nhé. Kính thưa anh chị, hiện nay em đang nghiên cứu một số loài thực vật trên địa bàn sinh sống, sau khi gặp thì em quay video để mô tả đặc điểm của loài cây cũng như là công dụng của cây. Rất là cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi hết video. Xin cảm ơn anh chị. Xin chào anh chị nhé. Hẹn gặp lại với anh chị ở các video tiếp theo.